Mở thẻ VIP trực tuyến tặng vé concert Anh Trai Say Hi. Biệt thự biển Mandarin Oriental Đà Nẵng, siêu thượng lưu thầm lặng. Ờ, thật sự là anh nói ra giọng em không đấy? Cái anh đấy thì lên đi đã. Người thứ hai của Tú Tút là liếc mắt cái gì nữa, lên đi Isaac. Trời ơi, ơi toàn sói thôi. Sao sao lừa em nhỉ? Hurry Khang. Ôi em cũng lừa. Sao cái team này còn có hai người vậy? Hết chuyện rồi, hết chuyện rồi. Sao đứng như đây đông vậy? Gì đông vậy? Anh em, Pháp Kiều nó không biết vậy đâu. Cho Pháp Kiều xuống với Dương Dominic đi anh. Thôi, được rồi. Anh tự thú. Pháp Kiều qua đây. Các anh em nghe, đây là cái bạn cơ nhở. Không biết gia đình nào để về nha, đợi nó xíu. Đức Phúc, quân AP đúng rồi, chân thật. Lúc ấy là hai anh em nhận ra nhau quá rõ rồi. Nên là có càng làm nó càng giả tạo à. Càng làm nó càng giả tạo à. Đâu chưa các anh em. Em đó. Chào các anh trai. Tới giờ phút này các anh đã chắc chắn 100% những người mình biết là ai chưa? Chắc chắn à. Em vẫn chưa à? Em vẫn đang hoang mang. Em vẫn đang hoang mang. Lúc nãy có người nói giọng Huế, có người nói giọng Nam, có người nói giọng Bắc. Em không biết là ai luôn. Nhiều khi nhận rồi cũng không biết người đó dạ, là ai đúng luôn. Rồi. Nãy em nhận rồi mà em trời chả biết. Em thì khá chắc chắn ạ, tại vì em biết là khá nhiều thành viên muốn vào công ty em. À em vẫn giữ thái độ đó. Mà Hiếu sao em? Em thì chỉ có cái pha cuối là cúp hơi nhanh, cái anh đó hơi vội thôi. Còn hai lựa chọn đầu thì em chắc chắn rồi. Đó, có như là tình yêu thì không vội vã được em nhờ. Đúng rồi anh. Còn Phúc sao em? Có hoang mang gì không ạ? Em cũng hoang mang nhưng mà em cũng chắc chắn được thành viên trong đội mình là ai và em có thể hát được ca khúc của người đấy luôn. Đâu, bây giờ hát không? Dạ. Trời quá cơn mưa. Em thật sự ngu ngốc. Ủa? Bảo vệ người ấy cũng không xong. À. Người em ơi, nhầm. Anh nếu rồi. Nhá, nếu em hát bài đấy nhá, nó phải dành cho anh này. Tôi hát sao? Anh thật sự ngu ngốc. Là anh. Em cũng là vậy đó. Ê, có ủa? Một sự hiểu lầm gì ở đây nhẹ em, thì phải. Em. Không, của anh hai. Là bên anh là trời hóa cơn mưa, bên em là anh thật sự ngu ngốc. Bây giờ cãi á, nhức đầu quá. Tôi mong là các em viết cho tôi ba cái tên mà hiện nay tụi em cho là thành viên đội tụi em đi. Ghi vô trong tờ giấy nộp giùm tôi cái. Suy nghĩ. Là tôi cho tụi em biết sự thật phũ phàng như thế nào. Em sau rồi à? Tôi còn được biết là cái người cuối cùng bên kia bây giờ nó còn chưa biết đội trưởng nó là ai. Không biết ai. Để nó xin lỗi. Tụi em có biết là ai không? Không biết luôn. Em không biết là ai luôn. Cái gì thiệt hả? À, tụi em đâu biết đâu. Mà tại sao tụi em xúm lại tụi em nói dữ vậy? Đâu phải thành viên của nhóm bọn em đâu. Thì cứ sẽ bọn em xuống mà thôi. Rồi. Nạp bài anh em ơi. Nạp bài đi. Em nộp bài. Em đoán hòm hòm thôi. Em không dám chắc. Rồi. Hòm. Vào thôi. Chào tất cả các đội trưởng à. Anh em bảo vệ. Hãy tiến về đội trưởng của mình nè. Ơ, ủa? Ok. Trời ơi, không ngờ luôn. Ủa, thiệt hả? Ủa, cái gì vậy? Thiệt không? Sao trông em vào đội anh buồn vậy? Thiệt không? Thôi, này bỏ qua đi. Trời ơi, lên thử lòng thôi anh. Thử lòng luôn, khóc đâu luôn. Mà mới hôm qua khóc vì nhau mà bây giờ em khóc gì nữa. Khóc luôn. Rider, em mới đấy là Rider. Thế nào nhỉ? Hồi nãy ai đoán captain về đội của mình vậy? Nãy anh Phúc mà. Em Hiếu có đoán captain nha. Em không. Em là anh Song Luân, Dương Domic với lại anh Jason. Wow. Vậy là captain lộn á. Ủa? Trời ơi, sao em cũng lộn nữa hả? Cho ba người nữa à. Đây, anh thật sự ngu ngốc đây. Mày là anh sai anh ở đâu rồi? Hurry Khang luôn. Ai à? Ủa? Thì đúng anh rồi, chắc luôn. Ủa, cơm. Thầy không anh chắc chưa? Anh chắc đúng chưa? Rồi, anh chắc rồi. Ủa gì vậy? Xin thưa anh ơi! Ủa gì vậy? Trời ơi, chưa bao giờ thấy một cái hành lang mà nó ồn dữ vậy. Cảm giác như mình bị một cú lừa vào mặt. Trời ơi! Ôi đi đi! Ủa? Ôi đi đi! Anh cho em đổi được không anh? Tự nhiên anh Isaac đứng kế mình gọi là cái giọng khác mà ta. Chẳng lẽ anh Isaac có thể là chuyển giọng mực như vậy?
làm gì vậy chưa? Chưa có tôi. Khang lúc đó Hùng nghĩ là cũng từ chối Hùng rồi. Em anh Sải ơi, anh gái xin đi qua tiếng Phúc đúng rồi. Anh đội được Phúc chọn em kìa. Ủa cô, cô tin à? Anh trai Say Hi Concert 2024 chính thức bán vé ngày 21 tháng 8 tại ticket.vshop.vn. Hello anh em á. Em ở nào? Em chưa biết em đội nào luôn, vất từ đấy nhờ. Không đi, em hiểu sớm quá anh. Em chọn đại đi. Em không biết thiệt hả? Em không biết thật anh. Em ngán cái đội này lắm rồi anh. Dương Đông Bích, Dương Đông Bích ở đây. Em lú rồi, Dương Đông Bích qua đây. Em chắc chưa mà em lên. Không, tại em thấy bên này vắng. Ai kêu tao không lên, em vắng đâu quá. Em chắc gì nữa đúng không? Nè, ông Phúc là ông ghi là quân AP Tú Voi với Captain á, đứng gì kỳ vậy? Em hiểu mà, em hiểu mà. Chưa nha. Tiểu phẩm thôi. Quang Hùng ghi là Eric Nagip Pháp Kiều. Bà Pháp Kiều bà đi đâu vậy? Ủa? Em đợi trên này mà. Em tham vọng lắm á. Ừ. Gì đi. A Tuất là ghi anh Sái Rider Hai Khang. Sao sai hết vậy anh? Sai hết trời. Rồi Hiếu thứ hai nó ghi là Song Luân Dương Đô Mít Jason đứng gì kỳ vậy? Ủa? Gì thôi, chưa chắc em ơi. Em nghe em mừng quá. Em mừng trong lòng. Tôi sẽ đọc kết quả thật sự. Trời ơi, tiểu phẩm quá. Và bây giờ tôi sẽ công bố thành viên thật mà các anh đã chọn qua các cuộc điện thoại ẩn danh. Team Atut nè. Em không thể nhầm được. Rider. Đúng, Rider qua đó. Trời ơi, vậy hãy diễn. Trời ơi. Lừa đảo. Team Hiếu lừa đây. Trời ơi. Ồ, thật sự là anh nữa, ra giọng em không đấy? Cứ anh đấy thì lên đi đã. Lên. Người thứ hai của Tú Tút là liếc mắt cái gì nữa, lên đi Isaac. Trời ơi, trời ơi. Toàn sói thôi. Sao sao lừa em vậy? Hurry Khang. Ê, em cũng lừa. Sao cái team này còn có hai người vậy? Hết chuyện rồi, hết chuyện rồi. Sao đứng như thế này đông vậy? Gì đông vậy? Anh em, Pháp Kiều nó không biết vậy đâu. Cho Pháp Kiều xuống với Dương Dominic đi anh. Thôi, được rồi. Anh tự thú. Pháp Kiều qua đây. Các anh em nghe, đây là cái bạn cơ nhở không biết gia đình nào để về nha. Đợi nó xíu. Đức Phúc, quân AP đúng rồi, chân thật. Lúc quỷ là hai anh em nhận ra nhau quá rõ rồi. Nên là có càng làm nó càng giả tạo à. Càng làm nó càng giả tạo à. Ôi, đâu chưa các anh em. Em đó. Con voi xuống đây. Đó trời, hóa cơm mưa đúng rồi. Trôn thôi. Và Captain đúng. Yes. Hiếu thứ hai. Này mới quan trọng nè, em lú rồi. Với sông luôn. Trời ơi. Đúng rồi. Anh lớn rồi, con đi lừa người khác. Sao mà lúc nào cũng vậy. Trời ơi. Không còn là truyền thông nữa. Leo leo. Và thành viên đầu tiên của Quang Hùng là Negip đúng. Chân thành. Thành viên thứ hai của Hiếu thứ hai là Eric. Không thể nào là Eric được. Tại vì hồi nãy Eric đã gọi đội trưởng là đồ tiếp tiếp. Trời ơi. Anh xin lỗi em. Không thể có chuyện đó được. Xin lỗi em. Vậy thì hãy về lại với Quang Hùng đi. Đổi hả? Anh Quang Hùng kéo về, anh Quang Thôi, Hùng về nhà đi. Tiếp theo, thành viên mà tất cả chúng ta đều hoang mang là Jason hay Dương Đô Mít. Chị vẫn còn hoang mang, cũng chưa biết cái gì xảy ra. Hoang mang thì vẫn hoang mang nha. Kiều, không, bây giờ. Anh cho em đoán đó, em về đâu? Em đón chắc em về trên này quá. Nãy em nghe điện thoại làm sao mà em đón về trên này? Tại vì không biết nữa, tại tự nhiên em đón vậy đó. Em nghe ngược thì sợ. Rồi sao Dương? Em đoán về đâu? Đến tầm này em không đoán anh. Quá nhức đầu rồi. Bớt nóng là quá khổ rồi. Đúng rồi anh ạ. Đừng có nóng nữa. Bây giờ là anh gọi ngay cho em luôn là em về đâu. Jason, hãy lộ diện. Về tìm hiểu thứ hai.
Đi đi. Đi đi. Trời là diễn viên rồi. Trời ơi, thì ra và Pháp Kiều. Hey, em chung đổi với anh nữa. Nó vẫn cố chấp nha. Biết chưa? Dương đồng ý cứu tay. Vui này luôn. Yes, rồi. Sao gặp em nữa vậy? Vô đi, vô đi. Em anh xuống chung nhau 3 vòng. Em không ưa xong luôn hả? À? Chứ anh với dây son cũng 3 vòng mà. Tao thương nhau quá trời đâu. Đi, đổi số. Đổi số đi. Vậy đi. Vâng, thưa quý vị. Và đây là phần lập team của Live Stage 5. Tôi xin hỏi đội trưởng Quang Hùng, anh có hài lòng với đội hình này hay không ạ? Quá hài lòng luôn. Anh đoán được luôn mà. Đội hình trong mơ nha. Chiều cao cũng có vẻ ngang, nói anh edit hơi nhích xíu thôi nhưng mà dream team. À, anh Đức Phúc, anh có ý kiến gì với những thành viên này không ạ? Em thì em cũng có một câu hát rất phù hợp cho thời điểm này. Không thấy vui trong lòng. Không phải. Đó là gì? Giây phút ấy thật tuyệt vời. Khắc ta có nhau trong đời. Điều anh ước muốn bây giờ ngày đây rồi. Yeah. Và cuối cùng là team của Đức Phúc đã hoàn thành đủ đội hình. Và tiết mục của team Đức Phúc hứa hẹn sẽ là một tiết mục bùng nổ, chấn động, hoành tráng, đẳng cấp nhất đêm chung kết lần này. Vậy tốt rồi, vậy tốt rồi. Anh Hiếu, anh thấy sao ạ? Quá tuyệt vời ạ. Đội này không thể nào mạnh hơn nữa. Không thể nào mạnh hơn được nữa đúng không? Đội trưởng không vui, nhìn không vui. Không vui. Không vui. Sao anh nói chuyện mà anh làm rất là nhọn. Anh ngậm ngùi quá vậy anh? Không có đâu anh, ý là em chỉ hơi bất ngờ thôi. Tại vì em nghĩ là cái người mà em nói chuyện thứ hai là Unomic. Nhưng không ngờ lại là Jason. Là cái người cúp máy em lại là Unomic. Bất ngờ quá, em đang bị sốc. Sau khi nhận về đội thì mình mới hỏi là cái lượt thứ hai đó không phải là Unomic. Cái người gọi cuối cùng em là ở bên đấy cuối cùng mà. Là cuối cùng hả? Em cuối cùng. Là em là cái người dập máy hả? Em tưởng anh hả? Em nghĩ anh là thứ mấy? Em tưởng anh là người cuối cùng. Em tưởng vô nó mít. Không, là anh. Phải. Rất là thú vị. Về cái cách mà cái định mệnh trong chương trình này nó hoạt động. Mặc dù mình đoán sai, nhưng mà cuối cùng mà vô nó mít vẫn gọi cho mình. Mà Dương đâu biết lần sau em nhớ chứ cưng. Trong cuộc đời mình chậm lại. Chứ mà những lúc em cần nói thì em không nói. Còn những lúc chưa cần cúp máy thì em cúp liền. Không, lúc đấy em bất mãn quá rồi. Em không có tưởng tượng được cái mặt của Dương đâu biết mà nói cái câu là tôi không muốn nói chuyện với anh. Đó nên là em muốn Dương đâu biết diễn lại đi. Diễn lại em sao? Không nghĩ là tính 1m83 mà nói câu đó hả? Nói sao? Tôi không muốn nói chuyện với anh. Alo, tôi không muốn nói chuyện với anh. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Không phải, đúng không phải. Anh, đúng anh. Hồi nãy khác. Không phải, không phải. Hồi nãy tâm lý nữa. Đúng điều hả? Này. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Ai vậy? Tưởng là em cúp men lắm à? Không, em về em coi lại nha. Anh Atut, anh nghĩ sao về đội hình của mình? Em cảm thấy rất là tự hào, anh chỉ có thể nhìn vào mắt Rider anh cũng thể biết được điều đó mà. Nếu mà nhìn vào mắt Rider thì tôi sẽ thấy là đội anh rất là đen tối. Không, không, không phải. Một màu đen kịch. Không phải anh. Nó bí ẩn. À bí ẩn à? Với cả một cái là em nghĩ là em thấy hơi tội lỗi với cả các anh em. Tại vì tự nhiên em lại chọn ngay cái đội hình chung kết mất rồi. À. Thì vòng sau là chung kết thôi mà. Thì đó là sau là chung kết mà. Đội hình debut. Khi mà mọi người chạy vào và chạy tới chỗ của Tú thì Tú cũng biết. Nhưng mà mình muốn nhìn anh em như thế nào thôi. Và mình phát hiện ra một điều là rất nhiều anh em muốn về công ty của mình. Cũng đúng thôi. Tại vì một công ty quá mạnh như vậy, đẳng cấp như thế. Thế là bọn em đoán đúng hết rồi. Ồ, vậy là tụi em diễn với nhau à? Rồi chính là tụi em bây giờ cũng không tin nhau đến giây phút cuối à? Ngay từ đầu khi mà các trưởng phòng gặp nhau là bọn em cũng không tin nhau anh ạ. À, nói chung là tôi rất là vui khi mà qua tất cả các cuộc gọi, tranh cãi có, dằn mặt nhau có, nhưng mà cuối cùng các anh em vui với nhau là được rồi. Các bạn thân mến, vòng chung kết như tôi đã nói, mỗi anh trai sẽ có một bài solo, bên cạnh đó sẽ có 4 bài nhóm quyền lợi để chọn được cái bài hay mình yêu thích. Thì cũng như thường lệ, chúng ta chơi game. Mở thẻ VIP trực tuyến tặng vé concert anh trai Say Hi. Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21:15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8.